Minh Tuấn Tạ xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Tuấn chuẩn bị build cho một anh trai ở Đồng Nai. Thì như mọi người biết ha, thì hình ảnh này nó quá quen thuộc với mọi người rồi. Tuấn đã ráp rất nhiều dòng xe SL8, đặc biệt là dòng Edward của hãng Specialized. Thì đây là một trong những cái sườn rất là hot và rất là nổi nhất hiện nay. Nó là sườn Specialized của hãng Specialized, dòng này gọi là dòng SL8 Edward. Thì hiện nay dòng SL8 Edward này là đỉnh nhất rồi. Thì dòng này là rất là xịn sò. Thì đây là cũng là một cái màu mới của dòng Specialized SL8. Thì mọi người coi, đây màu mới là gọi là màu gì? Màu này nó có cái vân này ha mọi người ha, màu xanh. Xanh này gọi là xanh vân đá 4D. Màu này kết tông rất là hot mà rất là lạ nha mọi người. Nó gọi là xanh vân đá 4D đó, nó nổi vân đá lên rất là đẹp luôn. Nó gọi là xanh vân đá. Thì bản kết tông này á, thì mọi người thấy nó nổi vân carbon màu đen lên nha. Đó, y như là hả trong bên đây thì sườn này thì nhiều lần Tuấn có chia sẻ với mọi người ha. Thì nó là carbon T1000 và bên đây á, thì xưởng của bên QMG á, thì anh đó thì ảnh nhập từ bên Đài Loan về thì kết tông sơn tại Việt Nam. Thì hiện nay á, thì cái nước sơn á, thì được cải tiến qua nhiều lần rồi. Nên mọi người thấy chất lượng thì rất là đẹp mà nó vân lên, nó nổi ống carbon lên mọi người nhìn. Đó, rất là đẹp luôn. Cây này thì hơi xuất sắc luôn nha mọi người. Đó, nó gọi là 4D mà vân đá luôn. Thì giá thì vẫn như cũ là 25 triệu một khung. Thì khung thì bao gồm có toàn bộ khung và dàn đầu rồ van luôn. Thì có cốt yên đồ đầy đủ hết. Có những cái cải tiến mới thì sườn thì thời gian thì hôm nay nó đã tăng lên rồi nha mọi người. Hôm nay thời gian đặt hàng thì từ 4 đến 5 tuần. Do bên nhà máy xử lý bên cái mà sấy mà nó cứng á, thì thời gian sấy tăng lên là 10 ngày rồi. Nên là hôm nay mọi người đặt hàng thì khoảng cỡ 4 đến 5 tuần mới có hàng lận. Nên là khá lâu nha mọi người. Nên Tuấn đề nghị mọi người có dự định ráp xe thì liên hệ bên Tuấn để tư vấn theo cái số size và cái số màu mình muốn kết tông. Thì đặt cái sườn trước thì khoảng cỡ 4 5 tuần sau sườn xong thì mình mới bàn tới vấn đề mà ráp. Thì anh trai này ở Đồng Nai, ảnh ráp với bộ ráp điện 12S Ultra 8170 full hợp hết. Thì ráp điện hôm nay thì Tuấn vẫn bán như mọi khi, và ráp bên Tuấn bán thì bảo hành 2 năm. Mọi người yên tâm về vấn đề ha. Bên Tuấn bán thì hàng hợp hay hàng không hợp gì thì đều có bảo hành 2 năm hết. Chỉ có riêng cái mọi người muốn lấy hàng hợp á, thì nó mắc hơn hàng không hợp 1 triệu, khoảng 1,5 triệu. Thì hàng không hợp thì nó rẻ hơn. Thì cái nào cũng có bảo hành hết, nên là mọi người an tâm về vấn đề ráp. Ảnh đi với cặp bánh là Camba Saman Carbon. Thì dòng Camba Saman này thì mọi người biết ha, trong cái phân khúc Camba thì nó có nhiều dòng bánh. Riêng cái dòng bánh mà Camba nó có cái Camba Saman Mai á, là Camba, cái Camba nhôm á, thì nó là đỉnh nhất của dòng bánh thắng vành. Thì hàng Camba Saman đó hôm nay nó lại ra một cái phân khúc mới dành cho carbon. Thì cái bản này nó gọi là bản Saman Carbon. Thì bản này nó chiều cao mặt vành á thì nó khoảng tầm 38-40 nha mọi người. Bánh này thì nó cũng tương đối giá mềm, giá dễ chịu. Tại vì dòng Saman này thì nó vẫn là chạy bi rế giống như những đàn anh của nó, nhưng mà nó chưa lên được là ceramic. Nó vẫn là dòng bi, nó chạy metan nhưng mà cũng rất là nhẹ nha mọi người. Thì mọi người chạy bi metan này, mọi người về mọi người muốn nâng cấp thì mình mua bi ceramic mình nâng cấp lên. Thì đó là chuyện đó bình thường, rất là dễ dàng nha mọi người. Thì Camba thì bi nó bi rời nên mình nâng cấp lên bi ceramic thì cũng rất là dễ dàng. Hiện nay trên mạng thì anh em họ bán bi rời ceramic thì cũng rất là nhiều. Nên là bi metan mình về mình nâng cấp bên lên bi ceramic thì nó lại còn khỏe mà dễ dàng hơn là những cái dòng bi mà nó xài bạc đạn, nguyên cả một cái bạc đạn. Nên là Tuấn chia sẻ với mọi người ha. Rồi, đi với lại một chiếc xe mà mọi người muốn nhẹ nhàng á, thì mình đi với cặp vỏ 5.000 5.700 ohm 25. Thì đây là cặp vỏ xịn sò mà nhẹ nhàng nhất luôn. Và mọi người đừng quên mình phải đi cái ruột thiệt là xịn, gọi là ruột Maxxis. Maxxis xịn thì mọi người thấy là mặt sau của nó là tiếng Anh nha.
Còn mắt xích mà mặt sau của nó bằng tiếng Việt thì nó sản xuất ở Việt Nam, thì hàng đó thì không có chất lượng và nó không có bền và nó không có mỏng như là cái loại mà mắt xích hàng nhập khẩu. Rồi dây quấn thì Shimano rột. Toàn bộ chiếc xe này thì nếu mà mọi người muốn build như anh trai này á, thì dưới 90 nha. Mọi người có quan tâm về sườn, bánh, rúp hay là tư vấn thì liên hệ bên Tấn Zalo 0908 228 22. Thì như Tấn chia sẻ cho mọi người ha, sườn thì mọi người nên đặt sớm. Đặt sớm thì khoảng từ 4 đến 5 tuần sau mới có sườn. Thì trong khoảng thời gian đó thì mình chốt rúp và chốt bánh. Thì bên Tấn build thì thời ra là chừng 4 tiếng là ráp xong à. Mà quan trọng là phải có sườn và đầy đủ phụ tùng. Rồi mọi người chờ xem Tấn sẽ build chiếc xe hãng Bestline SL8 dòng Edward, dòng rất là hot nhất hiện nay ha. Rồi Tấn cảm ơn mọi người. Đây nha mọi người, khi mà mình cắt cổ phuộc á, thì cái này á thì Tấn chia sẻ với mọi người, tại vì nếu mà mọi người có làm mà cắt cái cổ phuộc ở nhà á, thì mọi người để trên xe luôn cắt, thì cái đó thì Tấn không có ý kiến gì. Nhưng mà Tấn chỉ chia sẻ cho mọi người là tại sao mình phải để trên cái ô tô và mình phải để cho nó thiệt là ngay mình mới cắt. Thì lý do là khi mà mình cắt mà cổ phuộc mà nó bị méo á, thì nó xảy ra tình trạng là mình vô xe mình chạy thì bạc đạn nó sẽ bị sượng và cái cổ mình nghe nó bị sượng nha mọi người. Thì tại sao mà mình cắt méo nó bị sượng, thì một lát Tấn sẽ chia sẻ với mọi người tại sao sau khi Tấn cắt cái cổ phuộc này xong rồi ha. Để Tấn cắt cái cổ phuộc này xong rồi Tấn sẽ quay rồi Tấn sẽ giải thích với mọi người tại sao cái cổ phuộc nó méo thì mình vô cổ nó sẽ bị sượng đó. Trong cái những cái lý do mà sau khi mình ráp xong á thì khách họ chạy bị sượng cái cổ thì tìm cũng không biết lý do luôn, thì Tấn sẽ giải thích với mọi người. Rồi đây mọi người, sau khi Tấn cắt xong cái cổ phuộc thì mọi người thấy á, là cắt á, thì nó không có bị bung sớ carbon. Thứ nhất là mình để vô có ô tô mình kẹp á, nó đều, nó không bị bung sớ carbon nha mọi người. Carbon này là do carbon dán nên là cái phần cổ carbon này á, nếu mà mình để mà nó lỡ mọi người cắt mà bung sớ carbon á, thì mọi người lấy keo dán sắt mình chấm vô. Thì nãy Tấn có phần đầu Tấn có nói á, là tại sao khi mọi người cắt mà nó chỉ cần lệch 1-2 gem thôi thì khi mà mình vô cổ thì nó sẽ bị sượng cái phần cổ. Thì tại sao đây, nguyên nhân như thế này nha mọi người. Bây giờ Tấn cắt như thế này rồi thì đây là cái bông nở, cái bông nở mình để vô mọi người thấy à. Đây khi mà mình cắt thẳng á, thì bông nở nó để vô nó đều hết, nó không có bị cao thấp bên nào hết nha mọi người. Thì khi mà mình cắt mà mình để trên xe luôn á, mà mình cắt á thì nó sẽ bị cao thấp, là cái đó là điều tất yếu, tại vì nó bị rung rinh, nó không có tâm, nó không có cái tâm để nó giữ. Rồi khi mà nó bị lệch cao thấp vậy, khi mà vô thì chán cổ nó sẽ bị không đều. Cái thứ nhất nó sẽ mau hư chán cổ, và trường hợp điển hình nhất là nó bị sượng cái phần cổ. Mà khi mọi người cắt xong á, Tấn chia sẻ mọi người là mọi người không nên lấy tờ giấy nhám mà mọi người chà. Tại vì giấy nhám chà thì mình hay bị làm cho nó bung sớ carbon. Mọi người nên có một cái vũa to vậy nha. Mình vũa cái phần bề mặt á, mình vũa phần bề mặt carbon và vũa xung quanh. Thì mọi người nên mua cái cây vũa to vậy nha mọi người. Chứ nếu mà giấy nhám á, thì mình chà là cái tay mình á, nó cái phần láng nó không có đều, nó không có giống như cây vũa cái bề mặt nó bằng, thì nó sẽ bị bung sớ carbon là chuyện bình thường. Nên là mọi người hạn chế đừng có dùng giấy nhám mình chà nha, thì mình phải có cây dũa to vậy mình vuốt đó. Rồi cái đó là kinh nghiệm Tấn chia sẻ cho mọi người về cái phần cắt cổ phuộc. Tại sao một số anh em á, thì có nhiều xe đem tới cho Tấn để cắt lại cái phần cổ này, thì là lý do là do mình cắt nó không có đều, thì nó bị cao thấp cái phần cổ, thì vô cái phần bông nở nó cũng không có đều, và nó bị mấp mô cái phần bạc đạn chán cổ, thì nó gây ra tình trạng là sượng cổ. Rồi Tấn cảm ơn nha. Hoàn thành, đây là giai đoạn cuối nha mọi người. Mình phải kiểm tra, mình siết lực lại. Mọi người thấy không? Mình siết nó đủ lực là nó ngắt nha mọi người. Mình mấy cái chỗ này á, là carbon đó, nên là siết phải nó đủ lực là tự động nó ngắt. Chứ mọi người á, mà mình siết không có siết đủ lực á, thì nó thứ nhất á, là mới chạy á, là tưng nhẹ là nó cụp. Cái thứ hai nữa là khi mà mình siết quá thì mình sụp bổ gạ là nó sẽ nứt nha mọi người. Mấy con ốc này cũng vậy luôn mọi người. Đó,
siết nó đủ lực đó, nó ngắt hết. Tấn có chia sẻ với mọi người rồi thì mọi người tham khảo lại dùm Tấn là cái những cái bài mà Tấn chỉ siết lực ha, từng vị trí trên ốc nó là bao nhiêu newton thì mình phải siết cho đủ nha mọi người, siết không đủ thì tình trạng rất là nguy hiểm. Chiếc Best Fly dòng SL8 Edward thì chiếc này Tấn đã build xong. Thì quy trình ráp một cái chiếc xe thì hầu như mọi người ai cũng ráp được, nhưng mà mình ráp một cái chiếc xe mà cho nó thiệt là chuẩn, mà nó thiệt là nhẹ, mà thứ như tiếp theo thì cầu đồ dĩa đồ không có bị cạ và thắng, thì mình xài lâu ngày nó cũng không có bị mất áp suất. Đa số thì nhiều anh em ráp á, mình chạy một thời gian á mọi người, thì lỡ mà mình dốc ngược xe đi thì nó mất áp suất luôn, nó mất áp suất dầu. Rồi tiếp theo nữa là mình lắc xe nó kêu lóc cốc, trong đây là do dây giảm chấn mình đi không có đủ, hoặc là nhiều thợ người ta không có đi luôn. Cái vấn đề nữa là siết lực và xài mỡ bò. Thì toàn bộ một cái chiếc xe mà mọi người muốn chạy bền, thứ nhất thì mọi người phải nói là cái mỡ bò mà mỡ bò kháng nước đó nha mọi người. Thì BB cổ thì mình xài cái mỡ bò kháng nước, gọi là mỡ bò của hãng Bactun của Mỹ, là để cho mình xài những cái BB nè, nước nó không có bị vô trong BB. Thì coi vậy chứ mà nó không có bao nhiêu tiền. Ví dụ hũ mỡ bò mình mua 1-2 triệu mình xài rất là lâu luôn. Nhưng mà nhiều khi thợ người ta không có tiếc, người ta không có mua, người ta mua mỡ bò thường. Thì khi mà ráp xe thì sau này thì nước nó vô rồi nó hư bạc đạn, nhất là những cái dòng bạc đạn xịn như thế này mọi người, nó nhẹ như nãy Tấn có quay cho mọi người coi dòng bạc đạn như xe đồng mít. Thì sau này nó có nhiều cái mình thấy nó tiếc. Rồi tiếp theo thì vấn đề mà mình kết tâm thì cái bên Tấn thì sườn mà sườn mọc hôm nay, sườn này hôm nay thì xuống giá rồi nha mọi người. Mọi người có đặt thì thời gian nó tăng lên, nhưng mà giá thì hôm nay nó xuống rồi. Mọi người muốn đặt cái sườn mộc mà kết tâm như thế này thì hôm nay đặt là phải 5 tuần. Còn trong khi mà sườn Best Fly Edward dòng SL8 này mọi người, thì hôm nay giá cũng rất là rẻ rồi. Mọi người nếu mà mình có điều kiện thì mình chơi hẳn sườn xịn luôn. Sườn xịn hôm nay mà sườn Edward SL8 thì còn giá 145 thôi nha mọi người. Giá nó xuống rất là nhiều rồi. Còn nếu mà mọi người không có điều kiện nhiều thì mình xài sườn xịn, nhưng mà mình xài dòng sườn của Best Fly, mình không xài sườn Edward. Thì sườn của hãng Best Fly thì SL8 hôm nay dòng Best Fly thì nó còn có 90 thôi nha mọi người, nó cũng không có cao lắm đâu. Nên là những cái sườn mà nếu mà mọi người tìm mà sườn người ta đi rồi mà ta cắt cổ rồi, người ta bán lại tầm khoảng hơn 60-70. Còn sườn mới thì mọi người mua mới tin luôn thì có 90 thôi. Chiếc này thì kết tâm lên đó thì dưới 100 nha mọi người. Thì giá rất là mềm luôn, đi với bộ rút là 8170-12S, dĩa 5236, liếp 1130. Và yên này là yên 3D xeo lên của Ritahi. Dàn đầu thì Rovan, rồi dây quấn thì Shimano Ro. Rồi bây giờ Tấn sẽ test cái bộ chuyển động này cho mọi người xem. Thì như nhiều lần Tấn nói ha, thì thật ra thì rất tiện là tại vì mình không có tìm hiểu kỹ, mình xài nhiều khi nó mới trục chặt này trục chặt nọ. Chứ mà như mọi người mà qua tư vấn hay là coi những cái video clip của Tấn là Tấn bảo đảm luôn là mọi người xài rất tiện, rất là kỹ luôn, không bao giờ mà xảy ra những trường hợp như là cháy nổ hay là trục chặt này nọ đâu. Tại vì mọi người xem thì là mọi người đều có kinh nghiệm giống như Tấn thôi. Thì Tấn chia sẻ với mọi người thì mọi người coi là có kinh nghiệm, là không bao giờ mà mọi người làm sai những cái quy trình của Shimano. Rồi mọi người thấy bánh rất là chớn luôn nha mọi người, cối mà nó quay theo nó kéo dò đi luôn, mọi người thấy đó, bánh nó chớn ghê, nó giục mà nó chớn, nó nổi mà cối của nó là nó kéo dò luôn đó. Mọi người ha, đó. Cái bánh này thì bánh của hãng của Anh, bánh Rimless. Húp thì húp của Thụy Sĩ DT Swiss 350. Bánh này tương đối rẻ nha mọi người. Bánh này mọi người muốn mua thì đặt bên Tấn thì giá hơn
hơn dưới 20 triệu và trên 15 triệu tùy thời điểm nha. Thì bánh này đó là căm dẹp của Thụy Sĩ nè, nó là có tem seri đầy đủ hết. Bánh này gọi là bánh rimless full carbon, chiều cao là 50, bánh xịn nha mọi người. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video nha. Mọi người nếu mà muốn order tư vấn build một cái chiếc xe rút điện thì để cho chạy mà nó ngon lành thì mọi người hãy liên hệ bên Tuấn. Thì sườn xịn hay sườn copy gì bên Tuấn đều có hết. Sườn xịn thì mình cũng order đặt hàng thì mất cũng khoảng tầm khoảng 2 tuần nha mọi người. Còn sườn copy 1:1 như thế này thì đặt hàng hôm nay sơn là 5 tuần. Thì giá hôm nay sườn copy này có xuống rồi. Mọi người quan tâm thì nhắn bên Tuấn, rất là nhiều màu cho mọi người chọn. Rồi Tuấn cảm ơn, Tuấn xin chào tất cả mọi người nha. Tuấn hẹn mọi người ở video tiếp theo.